Bạn biết không, mỗi màu son sẽ thể hiện cá tính của mỗi cô gái. Và ngày hôm nay, Miu chọn dòng son mới nhất của Laneige để thể hiện cá tính của mình. Cây son màu vàng này sẽ giúp biến màu son đỏ trên môi của Miu thành màu san hô. Các bạn có nghĩ là màu san hô hợp với phong cách và cá tính của Miu không? Chúng ta cùng thử nhé. Bạn thấy sao? Thật là tông xịt tông với cá tính của Miu đúng không nè? Nếu mà được hỏi mỹ phẩm nào có thể giúp các bạn thay đổi diện mạo nhanh nhất thì chắc chắn Katy và các cô nàng khác sẽ nói là một khỏi son. Và hôm nay Katy muốn cho các bạn biết là có một sản phẩm mới có thể thay đổi diện mạo và các màu son của các bạn thật là nhanh từ Laneige. Và đây là màu Forest Fantasy, có thể chuyển các màu thành màu trầm hơn và quyến rũ hơn.